Rồi mình trước khi mình quay cái đợt cá thì mình sẽ quay sơ lược cho anh em coi cái dàn kiến của mình ha. Dàn kiến này làm được 2 ngăn đó. Đó, mà mỗi ngăn là mình để 1 con đó, 2 con tách rời với nhau chứ không có nhốt chung, nên đảm bảo an toàn, con cá không bị tác động vật lý với nhau. Rồi mình tiếp tục mình lên đợt cá cho anh em nha. Thì tiếp tục dòng ly hái hoang dã nha. Thì cái này thì nếu mà anh em mua 2 con thì mình sẽ miễn ship cho anh em nha. Thì là 2 con này là 200.000 thì miễn ship nha anh em. Ví dụ anh em mua con máy cũng có luôn thì miễn ship luôn ha. Đó, mua trống, mua 1 cặp thì mình sẽ miễn ship, mua 2 trống thì cũng miễn ship luôn nha. Đó, 100.000 một chiếc con nha anh em, Maradina ha. Ngày mai mình có dòng Ali cái gì ma hai chai về nè, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình luôn ha. Đó, dòng ma hai chai mình về là coi như là cực đỉnh VIP cho anh em luôn ha. Ma hai chai. Đó. Rồi qua đây thì cá ly hia ha nha anh em. Cái này là cổ, cái này là Beta nha anh em. Beta ha, Beta 39.000 một con. Đó, trước thì Yellow Cooper, phía sau là Nemo ha. Phía sau anh em có nó mà trên 7 màu thì anh em có thể kêu nó là Multi Color nha. Đó, nhìn rất là đẹp ha, Yellow Cooper nè. Đó. Rất là mướt và đẹp luôn anh em ơi. Đó, mấy dòng này thì hơi đẹp và đỉnh cho nên bán hơi cao hơn tí nha. Còn mấy con phía sau, mấy mảo phía sau 29.000 thì nó chưa có phui màu ha. Đó, anh em nhìn không? Đó, bộ phơm rất là bán và bự ha, xài rất là bự và bán luôn anh em nhìn không? Rất là lực luôn. Đó, 39.000 nha. Này màu xanh ngọc bích nè, màu xanh ngọc bích ha. Đó, quá trời đẹp anh em ơi. Vẹo lửa ha, qua đây thì là dòng Colgate Galaxy 2 trống Colgate luôn nha anh em. Colgate bông bông trắng không, nhìn thấy đỉnh không? Đó, cá như thế này bán anh em tính bán 60.000 luôn mà bán 39.000 không? Hàng Colgate quá đỉnh nha anh em. Phía sau cũng là Colgate luôn nha. Đó, con phía sau cũng là Colgate luôn. Đó, mà con trước thì nó lên màu trắng mình thấy nó đỉnh hơn. Con phía sau thì không đỉnh bằng. Và đây thì mấy mã gần gần này thì là 29.000 nha anh em. Mấy con này thì nó chưa có phui màu cho lắm cho nên bán rẻ rẻ. Cooper nha anh em, Cooper 29.000 một con nha. Chủ yếu là bán cá gì đam mê thôi chứ mình bán cũng lời rất là ít nha, không có lời gì nhiều nha anh em. Nói chung mấy con này anh em vô anh em săn, có một số anh em hỏi mình lấy sỉ giá 29.000 luôn. Thì mà hỏi có rẻ hơn nữa không, mình bán 29.000 sỉ cũng vậy luôn nha anh em. Ở 29 là giá là rẻ nhất rồi, rẻ nhất thị trường rồi, không có rẻ nữa nha. Nói chung con này thì đang lên màu nè nha anh em thấy không? Chấm bi, hột me, hột é, hột mè gì tùm lum hết trơn nè ha. Nói vậy chứ con đó nó còn lên màu đỉnh lắm á. Phía sau thì là con Nemo nền vàng đó. Rồi qua đây thì mấy con Nemo nha anh em. Nemo ha, 29.000, phía sau thì Colgate Galaxy. Con phía sau cũng đỉnh lắm, để anh em săn con phía sau á nghe. Đó, con phía sau là đỉnh cao quá nghe anh em. Nó như con 163 vậy, như con 163 trước. Để săn săn, như nói chung anh em theo dõi được cá mình là mình có cá săn cho anh em mà, anh em cứ yên tâm ha. Rồi qua đây thì là một con Cooper xám nè anh em, Cooper xám ha. 167, phía sau, phía trước thì là, phía sau thì Colgate nha. Đó, trống nha, nói chung là này mình lên cá trống không. Còn anh em nào mua cá mái thì mấy mã cuối cùng đó nha, mình có để mấy mã cuối cùng là cá mái anh em có thể vô lựa ha. Có Nemo và Colgate đầy đủ cho anh em luôn. Rồi qua đây thì là một con Colgate nè ha. Colgate phía sau thì Nemo Cooper, Nemo Cooper mà nền vàng luôn nha. Nói chung là con phía sau và anh em nên chút xúc đi anh em ơi. Phía sau hàng xăng luôn á, trước cũng hàng xăng cho anh em luôn ha. Nói chung 29.000 vô anh em lựa thoải mái ha. Anh em mua 1 con cũng được, mua 2 con cũng được nha anh em. Nếu anh em mua 1 con thì anh em đặt trên Shopee, Shopee nó trợ giá anh em này nọ. Có một số anh em đặt cá gì đâu, cá mình bán 29.000 rồi miễn ship, rồi áp cái mã voucher này nọ vô còn có giảm còn 5.000, mua cá 5.000, trời ơi hay thiệt. Mấy ông công nhận săn được cái mã gì mình cũng không biết sao nữa. Nói chung là trên Shopee nó có voucher này nọ dữ lắm thì anh em vô anh em săn ha, đầy đủ luôn ha. Trời, 2 con này đỉnh nha. Con phía sau Cooper Gold nha anh em ơi, đỉnh đỉnh cao. Qua đây thì gồng đỏ nha anh em, con này hơi lai nhẹ gồng tiết ha. Phía sau thì Nemo đó.
trước thì gồng đỏ ha, lai nhẹ gồng tiết một tí, tay bê nó hơi trắng trắng à, gồng tiết thì tay bê nó rất là trắng luôn. Còn con này thì nó nửa gồng đỏ nửa gồng tiết á. Rồi qua đây thì hai con kè sung ầm ầm luôn, 29.000 một con nha anh em. Giá cả mình có để trên màn hình. Nếu mà Zalo của mình á, nhiều khi bị full đà full bạn bè rồi á, anh em kết bạn không có được. Nhiều khi anh em search cái Zalo mình cũng không ra nữa, cái này nó giới hạn bạn bè rồi á anh em. Nhiều khi anh em kết bạn không được á, nhiều anh em cứ gọi điện đi. Anh em tìm cái tên Nguyễn Ngọc Dương đó rồi anh em cứ gọi điện hỏi cá gòn, anh em nhắn tin cũng được luôn nha anh em. Nếu mà nhắn tin lâu quá trả lời thì anh em gọi luôn ha, gọi luôn nghe cho nó nhanh ha. Nói chung mấy con này săn này con biết sao săn á anh em. Nãy giờ cũng nhiều mã săn cho anh em lắm. Nói chung mình bán cá học sinh sinh viên nhưng mà cá đẹp cho anh em chứ không phải là cá xấu đâu anh em. Anh em nhìn thấy mấy con không? 29.000 một con thôi. Quá trời đẹp, quá trời rẻ luôn. Học sinh sinh viên. Quẹo lựa ha. Đó. Quá trời anh em ơi, nhìn không đỉnh cao. Rồi qua mấy mã này thì cá mái nha anh em. Đó, cá mái nha, chỗ mình thì này là hai con coi ghét nè, coi ghét cá mái. Nói chung thì có trứng rồi đó, về anh em dưỡng cân từng anh em mới ép nha. Tập chơi tập ép này nọ, hoặc là anh em đổi máu không được, con này thì là Nemo nè anh em. Về anh em đổi máu cũng được anh em. Đổi máu ha, ví dụ nhà anh em có dòng anh em ép hoài, anh em đổi thêm vài con mái này nọ để ép. Chứ ép nhà chung hoài ghét rồi nó bị trùng huyết á. Này thì phía sau coi ghép này, trước thì Nemo. Nemo thì anh em để ý nó có màu cam với màu vàng là Nemo á. Còn anh em thấy nó có màu đỏ không á thì là coi ghép. Cứ vậy thì mà nó có màu Zalo không á thì là nó là coi Zalo. Rất là dễ phân biệt luôn. Ví dụ con này anh em ngậm nghĩ thử mấy giây rồi con phía trước là gì. Trước này nó có cam vàng, Nemo phía sau có màu đỏ không là coi ghép. Quá đơn giản. Rồi qua đây thì là con Nemo nè. Trước thì Nemo anh em nhìn cái bụng không. Ồ, về là ép liền được nha anh em. Phía sau có Nemo nữa nè. Rồi qua đây thì Cooper ha. Coi ghép Cooper. Coi ghép Cooper này nọ luôn anh em ơi. Đó thì ưng cái mã máy nào đó thì anh em chốt. Tại vì máy nó không có kè như cá trống. Có cá trống mới kè thôi. Rồi clip của mình đến đây xin dừng nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Bye bye.